Mương hoa đây phải không? Wow. Cùng loại. Răng lưới ở dưới khe thì lên đây xung quanh tìm kiếm cái ăn thôi. Này các bác ơi, ổi xẻ, ổi dại này. Đấy, sau một hồi nướng thì cuối cùng cũng đã chín rồi và đang thái ớt đây. Nắng lên rồi đi bơi thôi. Sau bão thì cá lên thì đi răng lưới thôi các bạn. Đấy. chưa dỡ được à? Vừa nãy thấy mấy con bơi bơi đây đâu rồi ta? Ủa, con Lâm vừa xuống là nó chạy rồi. Có mấy con to lắm các bạn. Nó phải bằng củ tay. Nó bơi bơi lại trong này sâu lắm. Sau bão kiểu nó nước cá nó cũng dồn lên ấy. Con suối này cũng tương đối to. Đấy, mực nước các bạn nhìn nó chảy lừ lừ luôn. Đấy. Hôm nay bọn mình đi vào trong này. Răng lưới đấy, thợ răng lưới này. Ông này ông ấy chẳng phải ăn vẫn vài. Ông này chắc phải ăn đến vài tạ cá đấy. Chuyên cá suối. Bây giờ xuống suối lại kêu rét. Dễ chịu thôi, không rét đâu phải không? Đấy, sau rất nhiều ngày trời âm u và trời mưa thì hôm nay có một ngày nắng đẹp thì bọn mình đi vào trong suối. Vừa răng lưới bắt cá và nướng thịt ăn chơi chơi tắm mát trong suối này. Suối nước ở đây thì trong vắt luôn, nhưng là do vừa trải qua cơn bão ấy nên là nước nó hơi đục đục một tí thôi. Rồi tí nữa răng lưới xong là bọn mình sẽ đi đuổi cá các bác nhé. Rồi các bác cùng chờ đợi thành quả sau 3 đến 4 tiếng nữa. Riêng ở đoạn trước mặt mình thôi đã nhìn thấy hai con rồi nhá. Vừa răng công Lâm còn là răng chưa hết một cái tấm lưới kìa, còn chưa hết một tay lưới nữa, vẫn đang thả tiếp. Bên này đã dính được hai con rồi, cá mương nhỏ thôi. Đấy, các bạn nhìn nó động động không, nó có một con nhỏ hơn. Ôi tuyệt vời các bạn ơi, có mồi rồi. Yeah. Sau khi răng lưới ở đây xong thì bọn mình sẽ đi hái lan ở trên cây. Ở ngoài này có một cây có khá nhiều lan. Đấy, sang tận nơi để quay gần hơn cho các bác xem nhé. Đấy, con này ở bên kia quay không nhìn thấy. Ô, đấy á. Con Lâm ở trong kia lại bảo được một con rồi. Đấy, con này là con mình nhìn từ bên kia sang nhìn thấy này. Đấy, cũng là con này cũng tầm 2 đầu ngón tay. Ôi tuyệt vời quá các bạn. Đi chơi với công Lâm là không sợ thiếu cá đâu. Không có cá ăn chấm muối ớt thì một vài con là đủ cay rồi. Chỗ này nước chảy hơi xiết, nó chìm mất rồi nhỉ. Có cần lấy cây trống lên không? Càng chìm càng tốt. Đâu, xem thử xem. Cá mương đỏ. Mương hoa đây phải không? Kia kìa. Cùng loại. Mương hoa. Ôi ôi, cái mỏ của nó. Con này tham ăn lắm. Nhìn cái mỏ của nó này. Đi câu hay được con này đó. Tham ăn. Có khi bên kia không kéo sát sang bên kia, nó bơi sang bên đấy cũng có. Cá này nó hay sát bờ mà. Ừ, sát bờ. Con này vừa nãy nó ra ra nhưng mà lại được mắt rồi. Chắc là chưa ra đâu. Lúc mới đang ra người nhìn thấy kìa. Đấy, như cái rạnh, cái lạch nước kiểu này nó hay qua này. Ui, bà con đẹp. Ba con rồi, vừa mới thả lưới xong, tuyệt vời quá. Chỉ cần x2 nữa thôi, x3 nữa thôi là tuyệt vời rồi. Con vừa nãy kia nhỉ? Con bơi kia nhỉ? Con kia nó bơi nông lắm. Rồi bây giờ đi vào trong này xem công Lâm bơi đấy, mình không có biết bơi. Xuống nước là lặn không sủi tăm luôn đấy. Nước trong thích cái đấy, trong này là nước sạch luôn. Nước này nó vừa trải qua cơn bão, nó hơi xanh xanh.
Nhưng mà nước này có thể uống được luôn này. Cắm đầu xuống uống thôi. Khi nào cạn vũng này thì thôi. Ủa, mang theo dép bơi được á? Ơ, ba ba, cái cành cây. Nhìn giống hệt cái con ba ba như đang nhâng đầu lên phải không? Khéo tự dính vào lưới mình đấy. Vãi, thật biết bơi sướng thế nhở. Trang kìa trắng trắng. Chỗ đấy còn chạm đáy không? Đáy ngay đây mà. Chỗ này không sâu lắm đâu, chỗ kia thôi. Mát thật. Răng lưới ở dưới khe thì lên đây xung quanh tìm kiếm cái ăn thôi. Này các bác ơi, ổi xẻ, ổi dại này, nhiều chưa? Mùa này đáng lẽ ra là ổi rụng hết rồi đúng không? Vẫn còn. Sao vẫn còn nhỉ? Ở cuối mùa, ổi ấy kìa. Nhưng mà sao nhiều quả thế nhỉ? Quả cây này này. Ôi dồi ôi, kìa, trên kia có cả nắm kìa. Cái gì ư đây ong quả? Đây con này. nó đang đi hái ổi. Ông ơi, nếm thử xem. Cái mấy quả kia ngon kìa, ông thử. Đấy, chẹt lên thử hái xem, ăn được không? Ổi xẻ, ôi trời ơi. Thơm lưng luôn, vừa mới cầm ở tay thôi mà đã thơm ngào ngạt rồi. Ừ. Tận tháng 9, cuối tháng 9 rồi. Ui, vẫn còn ổi. Cành này có 7-8 quả luôn. Có vẻ nó thúi chưa? Cảm giác nó thúi chưa? Với được không này, tôi cho này. Ngon này. Ui. Ui. Quả này chắc thúi rồi chứ. Không, quả nào không mềm ăn được. Quả này, ôi quả thúi rồi. Đấy. Đấy, mấy quả thôi. Ui, nhiều thế nhỉ? Ở ngoài kia còn quả xanh xanh kìa. Ôi dồi ôi, nắng to quá các bạn. Wow, nắng to thật. Đấy, giữa cánh đồng hoang mông quạnh. Dưới kia cây kia lá xanh mướt, chắc nhiều quả lắm ấy. Nhìn thấy có mấy quả vàng vàng nhỉ. Đấy, ôi dồi ôi, nhiều quả lắm. Quả to nữa chứ. Thôi ăn tạm mấy quả, lấy một quả nhỏ nhỏ. Mời tất cả bác cùng ăn ổi dại nhá. Ôi. Wow, có lỗ. Có lỗ rồi. À, có lỗ rồi, mấy quả cứng xem sao. Bây giờ cuối mùa rồi cho nên là dớt đấy. Ôi ôi, cây kia là quả to kìa, mà lại thấp nhá. Ôi ôi, ôi ôi, ổi rừng, thật tuyệt vời luôn. Ngon quá. Chắc phải thưởng thức xem nó có thúi không ấy. Ôi, may quá quả này không thúi các bạn. Mùi vị của tuổi thơ ùa về. Rất ngon, thơm ngon lắm. Hơi chát chát. Ô cây kia ở mãi đâu rồi nhỉ? Bên vẫn chưa thấy này. Ôi, chấu chấu cào cào. Mùa này vào rừng vẫn còn kiếm được cái ăn nên là tuyệt vời rồi. Đấy, con Lâm đang bóc về rồng ở trên cây khô này. Không cho xuống nước nữa. Đấy. Hết rồi. Xuống rồi. Đẹp thật sự luôn. Đấy, cả một bãi vảy rồng luôn. Rõ cái, bây giờ thì cũng đã quá chiều rồi. Đói quá rồi, lên trên để nướng, để kiếm chỗ nướng thịt ăn thôi. Sau một vài tiếng rong chơi trên rừng thì bây giờ quay lại này. Đầu tiên là nhìn thấy con rắn. Rắn nước á? Nhìn. Hả? Ồ, không có túi nhỉ? Đâu? Để tôi đi theo cầm cho, thằng nào chả cầm được hết. Đấy, con cá đầu tiên này.
Ok, một con cá mương. Dùng xem cái lưới nhỏ này đó. Nước ai xiết hết rồi luôn. Vừa mới mưa xong nước nhiều quá nhỉ. Ây à, dính rồi. Dính chân rồi. Có. Ôi, ôi, chù. Ôi, con cá cũng là cá mương đây nhỉ. Tưởng cá bống. À, chỗ này cũng có một con nữa này. Thế là có mồi rồi. Ui, hai con được to hơn. Đúng. Lưới này mà cũng ăn được con bằng đấy nhỉ. Ơi, trước này con hơn cân cho con lấy được. Cái lưới này hả? Ừ, nó mắc đấy. Ôi. Mắc mỗi cái răng. Trước bắt được con cắm ở trong đồng hồ kìa. Căng nhỉ. Cứ tưởng là nó dãy một vài phát thì nó rách luôn. Đó thì kiểu gì nó cũng dính. Đúng rồi, tam tài nó mới không dính rồi. Đó thì kiểu gì nó vẫn được. Ủa, ở chỗ này cũng có một con, ông không thấy à? Ui, ủa, có mang túi à? Không, là túi áo. Cá đẹp thế. Ui, toàn cá đẹp thôi. Đấy, cá tươi ngon đây. Đây, mắc mũi cái răng. Lại mắc cái răng rồi. Đây. Ôi, tam tai rồi. Có mũi cái răng. Tam tai của nó là. Đấy, cá mang tươi đi, mang đi. Mang đi bể. Mang đi bể chứa. Đấy, khám một tấm lưới nhỏ được 5 con rồi. Con rắn kia cũng hiệu quả luôn. Đấy. Cái vũng cá nãy cùng Lâm thiết kế vũng cá này. Đẹp. Đấy, chú. Vẫn ổn. Rồi, bây giờ đi xem một cái tấm nó lớn xem. Có con nào không? Có một con hả? Om sắc móm á. Móm à. Hay là ở trong chỗ sâu mới có con to. Ồ, sao đá cũng biết bơi nhỉ. Sao không thấy có con nào thế. Đấy. Lá cây này. Dồn hết xuống đây rồi quá à. Đâu cá, không có cá. Ui, cá bò. Ô, được một con cá bò vàng. Này, cho ông xem này. Để xem cái này giống cá lăng nhỉ. Ừ, cá này ngon lắm nhưng mà các bạn là cẩn thận với cái ngạnh của nó thôi. Cái ngạnh của nó thì lại hơi đau. Siêu đau luôn. Đấy, con cá bò vừa lắc rồi đúng không? Đấy, trời ơi, sờ chưa? Không thấy động rồi. Thế là còn một được một con duy nhất để còn gỡ danh dự. Ôi, lại thêm một con bò vàng nữa kìa. Ôi, tuyệt vời. Đây, được con cá bò. À, hai con chứ. Ngoài kia một con nữa. Đủ nướng ăn rồi. Đây, ui, vẫn còn sống kìa. À, bơi ác kìa. Rồi, thế là bữa trưa của bọn mình chỉ có thế thôi. Ok rồi. Nó bơi khuấy đục hết rồi. Bây giờ đi kiếm chỗ nhóm lửa thôi. Lâu lắm. Đây, được một xiên cá này.
cá bò đâu? Cá bò đó. Vẫn ở kia hả? Ok. Đấy. Được một xiên cá với một xiên thịt. Hiện tại thì vẫn chưa có than. Adu. 13:00 bắt đầu vào lửa các bác nhé. Ông kia ông đang thu lưới này. Sau khoảng 30 phút nướng thì cuối cùng đã đổi từ màu trắng sang màu vàng rồi. Và chuẩn bị có những cái quan đổi sang bóng đêm rồi. Mặc dù bây giờ mới chỉ đang là giờ chiều thôi. Củi quá nhiều luôn. Đấy, củi cả đống ấy. Bây giờ đang là 2 giờ kém rồi. Chuẩn bị đánh chén rồi. Đói lắm. Bây giờ vẫn chưa ăn trưa nha các bác nhé. Đấy, sau một hồi nướng thì cuối cùng cũng đã chín rồi và đang thái ớt đây. Ngon chưa? Ớt này vừa hái ở ngoài đường ấy phải không? Ớt dại, ớt dại. Đấy, cá này. Ớt thế còn con cá bò kia thì tính sao? Để nó vàng đó. Bên cạnh suối nước hơi ồn một tí nhưng rất là mát mẻ và không gian cũng rất trong lành luôn nha. À, mát lắm. Đói rồi, ăn cơm thôi. Đây, thịt nướng cũng đã chín rồi. À, cá nướng này, ướp giã này, có cả ổi xẻ, ổi dại luôn nhé. Và đây là cơm nắm này. Ô, thế 4 cục cơm có 2 người thì mỗi người phải ăn 2 cục à? Thế nhiều quá trời luôn đấy nhỉ? Nhiều quá trời luôn. Đó, dầu nhà kho no nhà bếp, cứ no là được. Ô, đói lắm rồi. Đấy, ăn miếng rồi. Miếng à? Ăn rồi, đi. Test thử xem nào. Thái xong rồi, vàng đấy nhỉ? Ô, có vẻ không cần chấm luôn đấy. Ơi, ăn ớt thì ở dưới nhá. Trời là tôi sợ nhất không có ớt rồi. Rồi, mời tất cả các bác cùng thưởng thức thịt nướng tại Dùng nhá. Ăn cái ăn hơi dẹt dẹt này cho nó dính bóc. Ngon lắm. Mời các quý các bạn thưởng thức bữa trưa tại Dùng nhá. Chắc chưa? Ăn khỏe đi, ăn hết đúng, ăn được cái đủ đủ kiểu. Mỗi người 2 cục cơm nhá. Ăn từ đuôi vào này, khi nào đến dạ dày thì tính tao. Đúng rồi, cũng là ngon lắm. Úi ôi, mùi cá này, chấm ớt này. Muối nữa nhỉ? Ôi, nhìn nó ngon cho các bác ơi. Mời tất cả các bác nha. Rồi, mời mọi người cùng vào thưởng thức cá nướng nha. Bia tươi. Nướng đâu? Bia tươi. Tên bia, không biết bia gì. Ăn một hồi sắp tiêu thụ được hết một nắm cơm rồi. Đúng, chưa hết mà no xong. Quá. Bây giờ thì ăn cá với thịt thôi. Đấy, cá này. Ăn con này tôi xé rồi. Con này thôi. Đang ăn dở. Không sao đâu mà. Đây này. Đây. Úi giời ơi, cá bò vàng đây. Bò vàng. Bò vàng. Nó không đấy. Vàng mà rán cũng vàng luôn. Xương cũng. Nó cực kỳ luôn. Cái tô cháy kia cực kỳ ngon thơm. Cá nướng đấy, ăn cá nướng tại suối thì cứ phải ớt như thế này ăn nó mới đã. Mời tất cả bác cùng thưởng thức cá nướng ăn tại suối nha. Vừa mới bắt lên nóng hổi luôn. Thơm thơm ngọt ngọt bùi bùi rất là ngon luôn.
Nay nó còn con kia còn sống đi chứ ăn nhiều quá ăn không hết này. Ăn nhiều quá ăn không hết nó sống đi. Nay quá nó sống đi. Rồi, ok, ăn thế rồi. Bây giờ cũng đã ăn no lắm rồi. Hết được rồi. Xin phép được kết thúc video tại đây nhé.